Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu hai cái cuốn sách mà thực ra nó không phải là sách của Diện Trần. Tuy nhiên thì mình thấy là nó khá là hay và nó gần gũi với Diện Trần cho nên là mình giới thiệu với các bạn ở đây. Hai cái cuốn này, cuốn đầu tiên là Thanh Diện Sắc Hình của người phương Đông, cách quan sát mặt, ngũ quan, thân hình, lông tóc, ruồi. Cuốn thứ hai là cuốn Nhìn Người Đoán Bệnh, bí quyết để tự suy ra bách bệnh. Như vậy hai cuốn này nó rất là gần gũi với Diện Trần là gì? Diện tức là khuôn mặt, là bề mặt da, trần là chẩn đoán. Tức là Diện Trần tức là thông qua cái cách quan sát cái bề mặt da của con người ấy, mà mình chẩn đoán và mình trị bệnh. Thì hai cái cuốn này mình nghĩ là cũng là cuốn sách rất là tham khảo, bổ sung cho mình rất tốt về các cái kỹ năng để mình có thể là gì? Nhìn người mà mình đoán được bệnh cả. Đấy, mình đây, mình đọc mấy cái dòng đầu tiên nhé. Bạn có biết không, mọi hình thể diện mạo bên ngoài của con người ta, nhất là cử động, đều bao gồm hàng trăm nghìn những thông tin về sinh mệnh con người. Qua chúng có thể tự suy đoán được sức khỏe của mình. Đấy. Biết trước được sẽ sinh ra những bệnh gì trong người cùng sự phát triển và những điều xảy ra sau đó. Những điều bí ẩn về sự suy đoán bệnh trong cơ thể con người đã cuốn hút sự tìm hiểu của hàng triệu bạn đọc khắp nơi, trong và ngoài nước, không gì là một thanh nam chân vậy. Cuốn sách này căn cứ vào hàng loạt các tài liệu cổ kim Đông Tây nghiên cứu về dự đoán và chẩn đoán có liên quan đến cơ thể con người, đồng thời lại qua phân tích thực tiễn lâm sàng để chỉnh lý lại, chọn lọc ra trên 3.000 điều thông tin về sức khỏe con người, lần lượt sắp xếp theo thứ tự thể hình diện mạo bên ngoài cơ thể, cảm giác của ngũ quan, hoạt động hàng ngày, những thứ phân tiết và những thứ bài tiết ra cơ thể, tâm lý và sinh lý, những dấu hiệu hiện tượng và các triệu chứng của cơ thể. Tâm lý và sinh lý, những dấu hiệu hiện tượng và các triệu chứng của cơ thể, giới thiệu tỉ mỉ với bạn đọc thông qua nhìn, nghe, ngửi, sờ để tự suy đoán ra được sức khỏe của bản thân mình và của người khác. Từ đó có thể sớm phát hiện ra được chính xác các bệnh để kịp thời điều chỉnh, làm cho các bệnh nhỏ bé, bình thường được chữa chạy khỏi ngay, các bệnh nghiêm trọng, nguy hiểm trở nên bình thường và chữa trị được, nhằm mục đích bảo đảm mãi mãi cho con người ta thanh xuân, khỏe mạnh. Nội dung cuốn sách này rất phong phú, dễ hiểu và hình vẽ và lời văn giản dị, sinh động, hết sức cần thiết đối với việc tự bảo vệ sức khỏe trong mọi gia đình và cũng là làm tài liệu tham khảo cho quảng đại những người làm công tác y tế cơ sở khắp mọi nơi. Đó là cái lời giới thiệu. Thì mình thấy là nó rất là hay và rất là bổ sung cho Diện Trần rất là nhiều. Thế nên là mình mới tìm cuốn sách này mình đọc, và cái thời gian đầu mình giới thiệu rất là nhiều người tìm đến mua. Đấy. Ví dụ mình xem qua cái mục lục của nó này. Tự xác định bệnh từ hình dạng và diện mạo bên ngoài, phân biệt qua lông tóc, lông mày, nét mặt, đôi mắt, đôi tai, mũi, mồm, miệng, lưỡi, cổ, tướng tay, bàn chân, rốn, hình thể, da. Rồi chương 2 là tự xác định bệnh qua cảm xúc, ngũ quan của con người, qua thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Chương 3 là tự xác định qua chất bài tiết, qua nước mũi, giấy tai, chất đờm, vân vân. Rồi xác định từ hoạt động hàng ngày, qua ăn uống, ngủ nghỉ, tiếng nói, nụ cười. Rồi xác định bệnh tật qua tâm lý, sinh lý. Rồi xác định qua những cái mà nó thể hiện lộ ra bên ngoài, ví dụ phát sốt, ho, hen, nôn mửa, chóng mặt, phù thủng, nhức đầu, đau ngực, đau bụng, đau lưng, đau họng. Rồi tự xác định bệnh thường thấy ở trẻ em, ví dụ quan sát đầu, mắt, ngón tay, phân, ngủ, khóc, về sự hoạt động nhiều quá mức. Rồi xác định các bệnh của phụ nữ như qua kinh nguyệt, khí hư, bầu vú, phụ nữ có thai, các vấn đề khác, vân vân. Cuốn sách cũng dày mà nó là khổ A3. Nó là trang, nó 384 trang, rất là dày. Và cuốn này là mình photo thôi các bạn nhé, không có sách in đâu. Đây là cuốn sách cổ thì mình chả tìm được đâu sách in. Từ những năm 1998 mình photo được, thì các bạn cần thì mình sẽ photo và mình gửi cho. Và bạn có thể tìm thấy cuốn sách này ở trên cái trang là dụngcụdiệntrần.vn. Đó. Thì đây là cuốn Nhìn Người Đoán Bệnh, bí quyết để tự suy ra bách bệnh. Cái cuốn thứ hai là Thanh Diện Sắc Hình. Cuốn sách này thì nó cũng bổ sung cho cuốn kia. Đấy, bổ sung cuốn kia. Cuốn này thì nó có những cái hình vẽ như thế này. Đấy. Đấy. Thì nó cũng quan sát để mình xem là cái mục lục của nó như thế nào. Đấy, hình thể này, khái niệm về hình thể này, hình thể mặt này, ngũ quan này, nhân sinh này. Thì cái cuốn này nó chú trọng về cái quan sát bên ngoài hơn các bạn. Quan sát về, đi sâu về quan sát nét mặt. Đấy. Quan sát nét mặt. Đấy, đây. Quan sát về hình thể bên ngoài.
lông tóc, tức là nó đi sâu vào từng phần quan sát, giống như là nhân tướng học ấy, nhưng mà nó dưới góc độ là nhìn về sức khỏe nhiều hơn đó. Thì cái cuốn này chủ yếu là quan sát bên ngoài, cuốn này chủ yếu là suy ra bệnh đó. Thì theo mình hai cái cuốn này cũng khá là hay khi mà mình sử dụng diện chẩn, và nó sẽ bổ trợ cho diện chẩn cho mình thêm những cái kiến thức để mình nhìn một cách toàn diện hơn, và nó hỗ trợ cho mình những cái cách thức để mình có thể nhìn người đoán bệnh được một cách nhanh hơn đó. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.